Triều Tiên là một trong những quốc gia khó xin visa nhất trên thế giới. Thông thường, khách du lịch Hàn Quốc không được phép đến Triều Tiên, ngay cả những du khách tiềm năng tới từ Israel, Nhật Bản hay Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn trước khi đến được với quốc gia này. Thậm chí nếu những người này có thể được cấp visa, họ cũng bị theo sát bởi các hướng dẫn viên người Triều Tiên trong suốt quá trình ở đây. Trong khi đó, tại Nga, visa du lịch không linh hoạt và chỉ cho phép người nước ngoài ở lại Nga trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, bạn cần một thư mời trước khi có thể nhập cảnh. Và nếu bị mất visa hoặc ở lại quá thời gian, bạn có thể gặp rắc rối trong việc xuất cảnh hơn nhập cảnh rất nhiều. Còn tại Congo, dù đất nước này không còn nguy hiểm như trước đây, nhưng quá trình xin visa vẫn bị cản trở bởi các thủ tục hành chính. Trong khi đó, cũng tại châu Phi, thời gian mới là vấn đề chính, gây khó khăn cho công tác xin visa tại Angola. Ngoài ra, bạn cũng mất thêm các lệ phí lãnh sự, các yêu cầu về thư mời và hỗ trợ tài chính ít nhất 100 đô la Mỹ một ngày, cùng với các chứng nhận về tiêm chủng. Còn tại Trung Đông, Iran và Syria được cho là những nước khó xin visa nhất khu vực do một số yếu tố đặc biệt về chính trị. Riêng tại Ả Rập Xê Út, các cặp uyên ương chưa cưới không thể đi du lịch riêng, trừ khi là thành viên của một nhóm. Trong khi đó, phụ nữ dưới 30 tuổi phải có chồng hoặc anh trai đi kèm. Điều này khác biệt với Mỹ, bởi để đến được đây, khách du lịch không gặp nhiều phiền toái. Tuy nhiên, nước này hầu như cự tuyệt hoàn toàn những người từng có tiền án hay tiền sự.